Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay có các bạn trải qua như thế nào? Bạn biết, sách là một thứ gì đó nó rất là tốt. Chỉ khi cầm quyển sách lên tay thì giá trị của bản thân mới được nâng lên cao. Nhưng bạn quá là bận rộn đi. Bạn không có thời gian đọc sách, nhưng lại rất là muốn tạo lại một cái thói quen đọc sách cho bản thân và không biết bắt đầu như thế nào. Đừng lo, video này là dành cho bạn. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ những cái bí kíp để mà tạo lập cái thói quen đọc sách một cách hiệu quả, kể cả khi bạn là một người có lịch trình dày đặc. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link mình để phía dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nha. Đầu tiên, hãy cùng nhìn lại cái suy nghĩ là tôi quá bận để có thể làm một cái gì đó. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Mình không thể đánh giá là bạn đang nói xạo, bạn đang kiếm cớ. Mình không có cái quyền đó. Thành thật nha. Mình đã suy nghĩ ra 100.000 câu nói tạo động lực để cho người xem của mình ngồi ở đây có thể cầm quyển sách lên và đọc. Nhưng mình cũng thừa sức biết nó đều vô dụng cả. Phải tự xem rằng cái sự ưu tiên của bản thân bạn là gì. Và nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách. Mình chọn đọc sách đó, là mình vì mình thấy được cái sự tập trung của mình. Cái sự toàn tâm toàn ý cho một cái việc gì đó, nó đã bị chi phối và chi nhỏ. Một cuộc nghiên cứu của Microsoft Canada vào năm 2015 cho thấy thời gian tập trung của con người đã giảm xuống còn 8 giây so với 12 giây vào năm 2000. Điều này cho thấy sự gia tăng của công nghệ điện tử và mạng xã hội đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tập trung của con người. Một nghiên cứu của eMarketer cho thấy rằng người dùng trung bình dành khoảng 3 giờ 43 phút mỗi ngày trên điện thoại di động. Sự sử dụng nhiều thời gian này đã làm gián đoạn thời gian tập trung vào các hoạt động khác. Dưới đây là 3 cách bản thân mình kết hợp cả 3 cách này để tạo lại một cái thói quen đọc sách hiệu quả cho bản thân. Mẹo đầu tiên, áp dụng tâm lý đếm ngược. Điều mình nhận ra khi mà tập những cái bài hit trên mạng đó là mình có xu hướng thích chọn những cái bài tập có cái thời gian đếm ngược ở góc màn hình. Vì mình biết là mỗi giây mình tập thì thời gian đang chuyển động, và khi mà thời gian trở về không, điều đó đồng nghĩa là mình có thể nghỉ ngơi và mình đã hoàn thành bài tập. Nếu bạn muốn tạo lập một cái thói quen đọc sách hiệu quả cho bản thân á, thì hãy đặt một cái mục tiêu bản thân phải đọc sách trong một cái cột mốc thời gian nhất định, đặt đồng hồ đếm ngược. Hoặc cũng có thể là lấy một cái con số yêu thích, có thể là ngày sinh nhật của bạn, một cái ngày đặc biệt nào đó, ví dụ như là ngày 17 đi, thì mình sẽ đọc đúng 17 trang sách đó. Wow. Nó sẽ tạo ra một cái cảm giác, một cái thành tựu nhất định. So với cái việc là một cái cảm giác mênh mông vô định, thì con người ta ai lại không thích cái cảm giác là bản thân hoàn thành một cái công việc gì đó chứ, đúng không? Một gợi ý cho những bạn mới đó là đừng tham lam. Đối với những bạn mới bắt đầu thì mình gợi ý rằng các bạn hãy đặt một cái khung thời gian đọc dưới 15 phút thôi. Nếu mà sau 15 phút đó bạn vẫn thấy là chưa đủ đô thì có thể thêm một lượt 15 phút nữa. Nhưng mà với cái điều kiện đó là 15 phút đó là 15 phút bạn hoàn toàn tập trung, toàn tâm toàn ý cho cái việc đọc nha. Và đương nhiên, úp cái điện thoại xuống, để điện thoại một tác nhân hàng đầu của việc gây sao lãng ra một bên xa tầm với. Một kinh nghiệm đến từ bản thân nữa, đó là nếu mà bạn chọn cái hình thức là đặt đồng hồ đếm ngược trên điện thoại rồi bắt đầu đọc á, thì trước khi đặt á, hãy lưu ý là điện thoại của bạn không để ở chế độ im lặng nha. Mẹo thứ hai, tận dụng thời gian chết trong ngày. Bạn biết là những cái ngày mà mình có năng suất đọc sách cao nhất á, đó chính là những ngày mình bận nhất. Bạn không nghe nhầm đâu. Thậm chí trong thời khóa biểu hiện tại của mình còn không có cái mục là đọc sách nữa. Vì mình tận dụng triệt để những cái thời gian chết trong ngày.
Mình luôn mang một quyển sách bên người. Những khi phải chờ đợi một việc gì đó hoặc chờ đợi ai là mình ngay lập tức lấy quyển sách ra và đọc. Thay vì được ghi nhận là siêng á, thì mình không dám nhận. Mình chỉ nhận thức một điều đó là bản thân mình biết tranh thủ. Mình không để một ai đó chiếm thời gian của mình một cách vô lý cả. Những khi phải chờ đợi ai á, thì mình liền đặt đồng hồ đếm ngược 16 phút 33 giây và tập trung cho việc đọc sách. Vì thứ nhất á, là mình có thể tận dụng được cái quỹ thời gian đó. Dùng cái quỹ thời gian đó không chỉ để mình đọc sách mà mình còn dùng cho việc học ngoại ngữ nữa. Và thứ hai, một cái tác dụng phụ của cái việc này nữa đó là mình có thể cân bằng được cảm xúc của mình, không để những cái cảm xúc tiêu cực chi phối. Khi mà phải chờ một người quá lâu thì khi mà họ tới nơi á thì mình sẽ không dễ nổi giận với họ, thậm chí là không nổi giận luôn. Nhưng mà mình cũng phải làm rõ cái điểm này là không phải vì bạn biết là tôi tranh thủ dùng cái quỹ thời gian chờ đợi đó để mà đọc sách thì bạn có thể du di, bạn có thể về dây thun và bạn chủ đích cho tôi chờ đợi. Không phải cái điều đó nha. Cần làm rõ giúp mình. Đừng có cái suy nghĩ đó nha. Mẹo thứ ba, ghi chú. Điều mình thích đó là khi mà những người xung quanh họ thắc mắc về một cái vấn đề gì đó họ gặp phải á, thì do đã đọc được cái thông tin đó trong sách thì mình có thể chia sẻ lại với họ. Đó là một cái tác dụng của việc đọc sách. Đối với mình đi, với những quyển sách ví dụ như là những quyển sách nói về não bộ thì sẽ có rất là nhiều những cái chất hóa học, những cái chức năng mà do bình thường chúng ta không có tiếp xúc nhiều với những cái danh từ đó. Thể nào khi mà chia sẻ lại thì chúng ta cũng sẽ không nhớ một cách chính xác ấy, nên mới cần cái việc ghi chú. Và mình thường ghi lại trong cái mục ghi chú trong điện thoại, ghi lại những cái bài học trong sách, những cái bài học mà mình tin rằng mình có cảm giác rằng mình sẽ cần trong tương lai. Nếu cho rằng cái việc ghi chép nó quá tốn thời gian mà không phải lúc nào cũng cũng tiện mà tay bấm bàn phím á, thì các bạn có thể chụp lại cái đoạn văn trọng tâm và chèn nó vào trong ghi chú. Mình sẽ không làm cái thao tác đó màu mè lên. Đơn giản nhất có thể ở cái thao tác nhập, vì mình biết rằng mình sẽ phải thực hiện cái thao tác đó nhiều lần. Routine đọc sách của mình hiện tại sẽ là mình sẽ luôn mang một cái quyển sách bên người, đợi có khi phải chờ đợi một điều gì đó trong cuộc sống rồi đó thì ngay lập tức đặt thời gian đếm ngược 16 phút 33 giây. Vì sao lại lẻ như vậy hả? Mình cũng không biết nữa, tại vì mình thích như vậy. Tại vì chẳng quá mình nhìn không quen. Mình là như vậy đó. Mình sẽ đặt 16 phút 33 giây và tập trung cho việc đọc sách. Trời, nãy giờ cầm ngược. Và khi mà đọc tới những cái đoạn văn trọng tâm, những cái đoạn văn mình nghĩ là quan trọng, kiến thức quan trọng á, thì mình sẽ ngay lập tức, một là nhập trực tiếp vào điện thoại. Thứ hai, nếu mà không tiện bấm, sẽ có những lúc không tiện bấm á, thì mình sẽ chụp lại những cái đoạn văn quan trọng đó và chèn vào phần ghi chú. Một việc muốn trở thành thói quen thì nó phải lặp đi lặp lại. Và một thói quen tốt là cần phải có sự nỗ lực chủ động trong việc lặp đi lặp lại. Tại vì bây giờ mình cũng đã đi làm rồi ấy, mọi thứ trong cuộc sống nhiều khi nó quá dồn dập đi, thì ba việc mình chọn kết hợp lại để mà mình có thể đọc sách đó là đếm ngược, tận dụng thời gian chết và ghi chú. Bạn nào còn có một cái cách hay nào khác á thì cũng có thể chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cho mình nha. Nếu mà cảm thấy video này có ích thì đừng quên hãy đăng ký kênh của mình, chia sẻ video này cho nhiều bạn cùng biết nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem chiếc video của mình, cũng như đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Thật sự thì hôm nay cảm quá cảm, sổ mũi nữa. Nên là nếu mà hôm nay cái phần âm thanh á, nó có phần khó nghe và làm cho trải nghiệm xem video của các bạn không được mượt mà, nó không được suôn sẻ, thì thông cảm cho mình nha, cho mình xin lỗi nha. Ok.
Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.